Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Trước mặt các bác đây là phụ kiện của bàn mixer CMF 1000. Thì đây nó là effect, bo effect. Đây nó là cái bo nguồn. Đây nó là cái màn hình. Thì bên em bán thêm cái phụ kiện của cái bàn CMF 1000, CMF 600, CMF 2002, D1000 nữa nha các bác nhá. Đấy. Mấy cái mã của Dynacorp thì bên em sẽ bán hết. Đây là bo effect của CMF 1000 nhé. Đây là bo nguồn. Và đây là màn hình. Bên em bán sỉ và lẻ toàn bộ cái phụ kiện này. Bác nào bị hỏng hay là bác thợ nào muốn quan tâm thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại 0327383363. Số này có Zalo luôn các bác nhé. Các bác có thể áp vào để bên em báo giá cho các bác. Video đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.